Chào mừng các bạn channel của mình. Bữa nay mình sẽ cào hai tờ giấy 5 đồng Gold Maker. Thể loại chơi như sau: nếu mà thấy cái bo đó, cái này là trúng 5 ác. Nếu mà thấy hai cái là trúng được 10 ác. Nếu mà thấy ba cái là trúng được 50 ác. Còn thấy ngôi sao là trúng hết nguyên 10 giải, 12 giải luôn. Thì cái này thể loại chơi là giống như là mấy cái giống nhau là mình trúng. Thì giống như là, để mình cài cho bạn coi. Thì mình thì mình đã chơi một lần rồi nè. Nhưng mà nó nói là chỉ số mới nên mình mua thôi. Ok, game đầu. Ok. Số chuỗi, nếu mà thêm một cái số chuỗi nữa mình sẽ trúng nha các bạn. Số chuỗi coi. Phải rồi. Apple. No apple, là nhiêu đây? 50 500. Móng ngựa đây. Cherry 50. Dương miệng. Trời ơi, chén. Cầu dòng, thêm cái cầu dòng đó mình trúng nha. Cầu dòng, chạy thuyền luôn. Chở em đi đâu xa quá luôn. Chanh, nón, chắc chanh nữa quá. Ok, let's go, make some money. Hên xui mà. Cherry, thuyền. Này chú không lớn các bạn nè. Chú của 500 là maximum hay sao? Ở chú anh chịu luôn rồi. Chìa khóa. Sâu chuỗi, chìa khóa. Rồi, chìa khóa cổng sâu chuỗi đi chơi luôn. Apple, dương miệng. Ây da, trời da. Nón cherry đi bán trái cây luôn. Nón với cái thùng bắt cherry đi bán trái cây luôn. Nhấn. Không trúng rồi. Ok, game thứ hai thôi. Nhanh và lẹ chứ. Cherry, one more cherry, I'm big winner. Oh, go bar, ooh, baby. Nhân 5 nha các bạn, nếu mà thấy go bar là nhân 5 nha. Ok, nhân 5 là gì đây? Oh no, $2 nhân 5 có 10 đồng bạc. Lâu lâu mới trúng go bar mà kỳ vậy. Này ngô ba nè, chúng này nhân 5 mà chúng có 10 đồng đi cho một cuộc tình luôn. Dâu. Dâu 500 nhân 5 là ngon. 500 mày vô cái là nhân 5 cái là thấy khỏe gà. Trời ơi. Vừa vốn không nhân 5, vô 2.000 nhân 5 cái là ngon à. Hình được 10.000 à. Làm mất hứng luôn á. Giận hết sức giận luôn, giận tím người luôn mấy bạn. Trời ơi, trăm đồng. Apple, dương miệng. Apple. Thấy gì sai sai ở đây nè. Quá đáng hết sức luôn.
nón thùng. Trời ơi, dương miệng nè, nè vô nè, vô nè, vô nè, vô nè, vô luôn, vô đầu luôn. Thế là giật là bay vào đầu, tét đầu luôn. Ok, cũng không sao, gỡ lại vốn về, về tiền nha các bạn. Về tiền nha, nhân 2, 2 nhân 5 là 10, về tiền. Chiều nay có thể mua thêm vài một 10 năm tờ giấy, năm tờ giống hơn, năm tờ giấy 2 đồng. Maybe, I don't know. Ok, nếu các bạn thấy hay đăng ký channel bên dưới nha. Thank you các bạn nhiều.